Ngày rằm tháng 6 năm Canh Thìn 1940, Đức Giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo bỗng nhiên viết bài Tư giá là nhân nghĩa. Nội dung: Ngài bày tỏ thiện cảm mến yêu của mình với tất cả mọi người và bình luận tâm lý của bá tánh thập phương, cũng không ngớt lời nhắc lại nền nếp đạo đức từ thở trao của giống nòi dân tộc Việt đã bị đổi thay do lòng người tạo lấy bởi nghiệp chướng quá nặng mang, thành phải dương nhiều khổ quả. Cho nên bằng những câu tha thiết dặn dò, dỗ dành dạy chỉ, hãy tin tưởng Phật trời cũng như bao hứa hẹn ở tương lai. Xin mời chư thiện hữu bình lặng cõi lòng thâm nghiệm tâm sự của Đức Thầy trên nước trung tiên miền đất khách. Nam mô A Di Đà Phật. Kể từ 18 tháng 4 Canh Thìn lưu trừ thiên từ tới đây cho làng nhân nghĩa biết như thầy đem truyền mỗi đạo tháng mấy như chỉ chừng nay vì thời vận chuyển như luân ở trong cõi tạm đã từng đổi thay như cầu cho già trẻ gái trai rủ nhau niệm Phật như linh đài ắt lên như thế gian ngài thảo đắp đền ngày sau sẽ được như chăng mền thơm tho tục kêu là rạch xa nó dàm kính ông bồn eo con di khúc đường ngài phủi trần xóa bỏ lời danh quyết lòng lánh trước tầm thanh trong thiên hà
lại một bài cho trong bồn đào ôm mai rèn lòng băng chừng tách dầm xa trong dân sanh gặp trăng trời long hậu kề tới lôi bùa thuốc bồn bề chân dời khói cửa ra về phôi đời tu dối khuyên lên từ đây sửa lại gặp cơn nghi thái bình Phật trời đâu dùng nghi phép nghi linh chỉ dùng đạo đức nghi mặt tình ghét ương nghìn ngang làm thiếu lấy thừa mẹ cha chẳng kể dối lừa ngộ niệm một tiếng Phật đòi an bình liền chấm lành chế Phật ngạo tiên rồi sao tội nghiệp liên miên tới mình dương trần mạng lo bưởi móc cầu dính nâng thân vàng biết sao đây được tôi tham không ngăn không đáy càng làm không kiên mẹ làm cho thỏ chi mấy yên giấc nồng gấm đời bụng già gái chống nên còn khổ sở trời đông túng nghèo nhìn dân ruột thắt gan teo ráng tầm gây cổ mà leo như qua bờ nếu không gặp cảnh đi bờ giờ thuyền ghe chẳng có bến bờ cũng không như một bài thấy được non bồng cành tiên rực rỡ mây rồng đẹp thay lại thêm thấy chốn nghi Phật đài không già không bình chẳng ngày nào lo như bây giờ
giờ lão lại thúc đò đưa qua bên giác dòng to tới nhà. Vậy mà con ghét kể ca không gây tình cảm để già nhọc khuyên nhớ. Thương đời ta phải trung chuyên, Bạc Liêu xứ ấy ta liền đến nơi. Giá tự dình câu nguyện giai chớ lời nghĩa thầy, bước lòng thương nhớ từ đây chẳng nên bình rình để thầy. Lời dạy dỗ cơ ngâm vì ngữ đà sao chữ trì tâm chớ sơn. Cuộc trần thấy tỏ thiệt hơn mấy người mê trễ chậm chân tới thầy. Lắm bài cầu nguyện dễ dài mà tốt. Dài dân đầu tóc rối bù mà trong ba tánh hiềm thù chi ta. Trễ chân thầy mắt đi xa hỏi thăm hương bồn vậy mà cách tu như trăng còn khi tỏ khi lô cho nên phận lão diễn vô đổi dời càng đi càng biết nhiều nơi càng đem chân lý tuyệt vời phổ người khùng trí lại cuồng ngông cớ sao thấy cuộc lão thông cùng kỳ xa thân tầm đào vô di nhiệm màu thắm diệu nan tri nghĩ lào bài cầm hương chấp mơ lại hai tay đưa lên trên trang nguyện bài quy ý nguyện rồi cũng đứng thì thẳng
đọc qua lời nguyện một bài lại luôn bụng lại ta rày tông giang bà Phật chí thành uống ngay. Thánh thần nghi phương Phật hồn bay, ở đâu cũng đến đổ rày chúng nghi sanh. Con rồng mới nữa gúc nanh, mà trong ba tánh nghi thất thanh hài hùng. Chừng nào thầy lại gia chung, thì trong bốn đạo bóng tùng phổ che. Trách dân còn tiếc lúa the, chẳng làm phước thiện qua e đến mình. Hết nhục rồi là cũng mất tình thế gian, để cho dân sự luân bàn, nếu tu thì phải chọn vàng hơn.
núi non rừng thẳm cũng từng, bây giờ phiêu bạc nghe ta mừng khắp nơi. Cho dân điều hiểu cuộc đời thiên cơ đế già lão thời yên thân nhi. Đại đồng nghe chuông đào bông ngân cho người say ngủ tình lần giấc mê. Biết lo sửa kiện trong quê thơm tho gia chủ danh đề tổ tông nhé. Bấy lâu lòng vẫn ơi cha con hội hiệp thì lòng mới nguôi. Từ nay ai có tới lui cúi đầu bái Phật lòng vui như tu hành. Xin đừng đeo đắm lời danh bỏ trôi đạo đức hư danh dài truyền. Mai sau được gặp cõi tiên vì tình nguyện ước khỏi phiền lòng ta dài lời để lại khuyên ca truy phong tách gốc đường xa xứ người cho buồn thầy lại tức cười. Gần xa thầy chỉ đành rằng quyết tuyên con lành đem lại Phật giáo. Cáo từ làng xóm trẻ già chúc cầu lạc nghiệp Đà Phật.